Mến chào quý thính giả thân yêu của Ngẫm Sự Đời. Chúc quý vị có một ngày thật tuyệt vời và an yên. Quý vị thân mến, có câu nói rằng động vật sống theo bầy, con người sống theo nhóm. Đây là định luật xã hội vĩnh hằng. Đi cùng vật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Trong cuộc sống này, bạn sẽ làm quen với rất nhiều người bạn mới, có cơ hội được kết giao cùng vô vàn kiểu người khác nhau. Và quả không sai khi nói rằng chơi đúng người chính là điều khác biệt quyết định bạn hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta phải luôn đối xử hòa nhã và tử tế với tất cả mọi người. Thế nhưng khi chọn bạn bè, lại cần phải có sự lựa chọn khôn ngoan. Một người bạn xấu và thiếu sự chân thành thì còn đáng sợ hơn cả loài ác thú. Nên nhớ, loài ác thú có thể chỉ làm tổn thương thân xác ta. Nhưng một người bạn xấu thì có thể làm tổn thương tình cảm ta suốt đời. Khi kết giao, hãy tránh xa ba kiểu người mà Ngẫm Sự Đời giới thiệu sau đây. Nếu không muốn sự nghiệp bị tụt dốc không phanh, danh tiếng bị ảnh hưởng. Cùng lắng nghe bạn nhé. Kiểu người thứ nhất, người cay nghiệt. Người cay nghiệt xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Họ chính là kiểu người thích dùng những lời lẽ cay độc. Họ đối xử với mọi người rất vô tình. Chính vì thế mà phúc khí ngày càng ít đi. Đối với người cay nghiệt, rất khó có việc gì khiến cho họ hài lòng. Lúc nào họ cũng cầu toàn, yêu cầu sự hoàn hảo. Và khi họ không thấy điều này ở đối phương thì quay ra ghét bỏ. Ở đời cần nhớ chẳng có ai hoàn mỹ. Những người cay nghiệt, ngôn ngữ chua ngoa hay phê bình người khác thì không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện. Khi động đến kiểu người này, họ sẽ không tiếc lời lăng mạ, chi chiết bạn. Họ làm mọi thứ để thỏa mãn cảm xúc của chính mình mà không bao giờ biết dùng tấm lòng để cư xử. Một người như vậy bên cạnh, cuộc sống bạn chỉ càng thêm nặng nề và tiêu cực mà thôi. Người cay nghiệt lúc nào cũng coi mình là trung tâm, chẳng biết nghĩ cho người khác. Trên đời này, nếu bạn không biết suy nghĩ cho đối phương, thì sao đòi hỏi người ta phải nghĩ cho mình? Kiểu người cay nghiệt thì bạn bè thật lòng sớm muộn bỏ đi hết thôi. Phúc khí rồi cũng tiêu tan. Kiểu người thứ hai là thích so đo. Có bao giờ bạn nghe câu nói, đừng so sánh bản thân với người khác hay chưa? Vốn là bản năng của con người, việc so sánh với người khác khó có thể bỏ và cũng không nên bỏ. Người có trí tuệ luôn thể hiện ra tâm thái độ lượng, khoáng đạt. Người nhỏ nhen thường hay so đo tính toán chỉ vì những chuyện cỏn con. Khi bạn kết giao với kiểu người này, họ chắc chắn cũng sẽ dùng sự so đo và tính toán đó để đối đãi với bạn. Người này làm gì cũng cân đo đong đếm được mất, từ vật chất cho tới lời ăn tiếng nói đều không chịu thua bao giờ. Người so đo sẽ tìm mọi cách để đạt được mục tiêu lợi ích của họ, cho dù nịnh bợ, giả dối, mưu hèn, họ đều không bỏ qua. Người quá giỏi tính toán thông thường cũng là người việc gì cũng so đo tính toán. Mặc dù vẻ bề ngoài họ thể hiện rất rộng rãi, nhưng trong nội tâm thì chẳng bình yên. Người tính toán ngay từ đầu đã khiến họ mất bình tĩnh, mất ở mối rối ren của mỗi sự vật. Người thích tính toán trong cuộc sống rất khó có được sự cân bằng và hài lòng. Trái lại, do tính toán quá nhiều sẽ gây ra sự bất mãn và phẫn uất đối với người, đối với sự việc. Họ thường có ý kiến với người khác, luôn chia rẽ, nội tâm đầy những xung đột. So đo là chướng ngại lớn nhất, ngăn cản sự thăng hoa của phẩm cách, là một cơ chế phòng ngự tự ngã tiêu cực. Người so đo thường tự tư, lãnh đạm, khép kín, chính vì thế khiến cuộc sống rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, càng ngày càng kém. Kiểu người thứ ba, lấy oán báo ơn. Những người đã chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác và nghĩ đến việc báo đáp là những bậc quân tử. Ngược lại với kẻ đó chính là tiểu nhân, thản nhiên nhận ân huệ nhưng không bao giờ có suy nghĩ báo đáp. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ mà còn lấy oán báo ơn. Những người như vậy giống như người nông dân và con rắn, cho ăn nhưng lại bị cắn lại. Theo quan điểm của họ, mối quan hệ giữa các cá nhân chỉ bao gồm lợi ích và không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ qua cầu rút ván. Người xưa nói người biết báo ơn cũng là bậc hiền nhân. Còn người ta có thể nghèo nhưng nhất định không bao giờ được sống vô ơn, chứ đừng nói đến báo thù, vì đó là điểm mấu chốt cơ bản nhất của việc làm người. Thi Kinh có câu, người quăng tặng đào, ta đáp lại mận. Con người sống với nhau phải có qua có lại. Với những người lấy oán báo ân, đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương chính mình, tránh càng xa càng tốt. Trong cuộc đời, dù bạn 50 hay 60, bạn cũng đã hiểu ai là tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Hãy làm bạn tốt của quý nhân và tránh xa những kẻ mang lại tai họa cho mình. Trên đây là ba kiểu người bạn tuyệt đối không nên kết giao, bởi họ có thể làm cuộc đời bạn gặp trắc trở đấy.
Bên cạnh những kiểu người kể trên thì cũng còn những loại người khác nữa. Họ giống như đám mây đen phủ lên cuộc đời bạn. Tránh xa sớm ngày nào, bầu trời sẽ sáng rực ngày đó. Hãy cùng tiếp tục lắng nghe để biết và tránh xa bạn nha. Loại người thứ nhất, kẻ bất hiếu, có biểu hiện không tôn trọng, thậm chí xúc phạm và ngược đãi cha mẹ mình. Đây chính là kiểu người thậm tệ từ sâu bên trong, rất khó thay đổi. Phải biết rằng, người xưa có câu, nhà có người già như có báu vật. Được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà có những người con lại xem điều ấy như một gánh nặng để mà ruồng rẫy từ bỏ trách nhiệm của chính mình. Không phải tự nhiên mà trong bách thiện hiếu vi tiên, chữ hiếu luôn là nhân tố hàng đầu để đánh giá phẩm tính và đức hạnh của một con người. Sống có hiếu với cha mẹ thì sẽ được người đời ca tụng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Ngược lại, những ai không thể làm tròn đạo hiếu cũng chính là tự cắt đứng nhân duyên tốt lành của mình, đến công lao sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành mà còn có thể phủ nhận. Họ làm sao có thể trân trọng thiện ý và tấm lòng từ những người xung quanh. Loại người thứ hai, người hai mặt khi động tới lợi ích. Xung quanh chúng ta chắc chắn sẽ ít nhiều tồn tại kiểu người như vậy. Khi cần vay tiền hoặc nhờ vả điều gì, họ có thể hết lời nịnh nọt, tự vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ trả tiền đúng hạn, vô cùng biết ơn, thậm chí hạ thấp lòng tự trọng, sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, đến thời hạn phải trả nợ, họ tìm mọi cách ngó lơ, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, tránh mặt mọi lúc mọi nơi. Chưa kể đến thời điểm mà bạn gặp khó, cần sự giúp đỡ, ngược lại, họ sẵn sàng coi như không hề quen biết luôn. Họ không hiểu rằng khi được cho vay tiền, không phải là người ta lắm tiền, mà là muốn giúp họ một tay. Thứ người ta cho vay không phải là tiền, mà là lòng tin và sự khích lệ. Thế nên nếu hành động làm mất đi hai chữ thành tín, thì thứ họ đánh mất còn là tài phúc của cả tương lai. Loại người thứ ba, coi lòng tốt của người khác là chuyện đương nhiên. Kiểu người chỉ vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ của bạn, còn nếu bạn từ chối hay yêu cầu giúp đỡ ngược lại, thì ngay lập tức trở mặt, thật sự không nên kết giao thân thiết. Họ không trân trọng thành ý của người khác, mà chỉ chấp nhận nó như một điều đương nhiên. Họ cũng chẳng hiểu được rằng, sự giúp đỡ đại biểu cho lòng tốt của đối phương, mà không phải nghĩa vụ hay trách nhiệm bắt buộc gì cả. Vì thế, dù họ có từ chối hay yêu cầu điều gì, đó cũng là một lẽ thường tình. Nếu chỉ vì bản thân không nhận được sự giúp đỡ theo đúng cách mình mong muốn mà phủ nhận thiện ý chân thành đó, bạn sẽ trở thành một người vô ơn, chẳng ai muốn dành công sức và tâm huyết cho kiểu người như vậy cả. Loại người thứ tư, kẻ không biết cách tôn trọng người khác và tự cho mình là trung tâm của thế giới. Nếu gặp kiểu người có chút quan hệ, có chút tiền tài trong tay, đã cảm thấy mình là trung tâm của thế giới, ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường mọi người xung quanh, thì không nên lãng phí thời gian để tiếp xúc. Cổ nhân có câu, la nhi bất vãng phi lễ giả, có đi mà không có lại thì không hợp lẽ. Tình bạn muốn hòa hợp phải có sự tôn trọng, bạn mời tôi cũng kính bạn, tương kính nhau thì mới được lâu bền. Thế nhưng kẻ không biết kính trọng, chỉ vốn mang tâm tình ích kỷ, chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy thì há chi lại phải kết giao. Loại người thứ năm, kiểu người luôn chi ly để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Giả sử kiểu người này có nhờ vả bạn 10 việc, bạn làm cho họ 9 việc và chỉ từ chối duy nhất một việc sau cùng, anh ta cũng có thể trở mặt ngay lập tức vì quá tính toán chi ly. Những chi tiết nhỏ nhặt vốn chẳng ai để ý cũng bị họ phóng đại lên, lấy đó làm cớ chỉ trích mà không hề biết ơn về những gì đã qua. Những kẻ chỉ biết tư lợi cho chính mình thường không quan tâm những gì người khác bỏ ra, chỉ chăm chăm để ý tới được mất của cá nhân mình. Đã tính toán so đo, tất sẽ chỉ lo sợ mình thiệt, từ đó nịnh bợ luôn cúi, tìm mọi cách để chiếm ưu thế. Kiểu người ấy chẳng những không cần kết giao, mà tốt nhất nên tránh xa. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, có người vừa gặp đã trở nên thân quen, có người biết nhau cả đời cũng chẳng thể nào thân thiết. Vì thế, hãy dành thời gian và tâm huyết cho những người thực sự đáng trân trọng, tránh xa những kẻ vô ơn và tư lợi, chỉ biết đem tới ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta. Các bạn nghĩ sao về những điều mà Ngẫm Sự Đời vừa chia sẻ trên đây? Hãy để lại những ý kiến đóng góp với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.